Xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 1 giờ 10 phút trưa thứ tư. Hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2023. Mình đang chuẩn bị lái xe tới công viên đi tập thể dục. Trên đường đi mình để cái máy quay cảnh lòng vòng nhà hàng xóm cho các bạn xem. Cũng như thường lệ thì xin mời các bạn uống trà đá và xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. Hôm nay nhiệt độ hơn 12 độ C. Hơn 12 độ C, khoảng chừng 55 độ F, 54 55 độ F. Ở ngoài trời 54 độ F, khoảng chừng 12 độ C. Đối với mấy cái người sống ở vùng lạnh á, 55 độ là nó không có lạnh nha các bạn. Mấy cái người Mỹ 55 độ là người ta mở máy lạnh ở trong xe. Lúc mình còn trẻ đó thì mình ỷ lại sức khỏe đó, mình không có cần phải đi tập thể dục, không có cần phải chăm sóc sức khỏe. Nhưng mà khi cái tuổi mình bước vào 50 á, là nội tạng cơ thể trong người á, tất cả mọi thứ xương cốt đồ là nó trên đà, nó hủy diệt, nó đi xuống, thì mình tập thể dục, mình ăn uống để cái chính đó là để mình kìm cái sự mà tàn phá ở trong cái cơ thể tuổi già. Nhưng mà tâm lý á, các bạn, nhiều người á, người ta không có nghĩ xa. Đó, người ta không có nghĩ xa, người ta chỉ có nghĩ hiện tại, cho nên vì cái lý do mà mình thường thường mình có cái năng khiếu mình nghĩ xa. Đó là lý do tại sao mà mình nhìn về tình hình đất nước quê hương của mình nghĩ xa được. Còn nếu mà mình nhìn hiện tại bây giờ thì mình không có nhìn ra được đất nước quê hương. Câu hỏi đặt ra tại sao hiện bây giờ đó là nước Việt Nam của mình đó là có rất là nhiều người đầu tư trên thế giới, mà nền giáo dục Việt Nam là không có đặc biệt dạy tiếng Anh đó, mà đòi dạy tiếng Trung. Tiếng Trung là tiếng Trung Quốc á. Tiện đang chạy ngang đây gặp người ta bỏ cái bộ ghế sofa, thấy còn ngon quá nè. Cái bộ ghế này hồi lúc người ta mua cũng cả ngàn ngàn mấy đô á, tại vì mình nhìn cái nhà này là gia đình khá giả nè. Ở bên Việt Nam thì mình sợ con rịp. Nhưng mà phần đông ở bên Mỹ là người ta nhà cửa người ta vệ sinh sạch sẽ lắm. Bên Mỹ là về con rịp hay là chí đồ này nọ vậy, là nó không có. Có nhiều cái loại xà bông á, mình gọi thường ngày là con người của mình không có bị chí. Tại vì ở bên Mỹ đâu có ai có chí đâu mà người này truyền qua cho người nọ, các bạn biết không? Còn mà giống như mà mình muốn lụm mấy cái niệm mà nó còn mới ở ngoài đường, người ta bỏ gác niệm á, thì mình đi về á, mình có những cái chai thuốc á, cái chai thuốc á mình xịt lên mình lau chùi là nó diệt được mấy con rịp. Còn ở bên Việt Nam thuốc men cái gì nó cũng có hết á, nhưng mà nó không có chất lượng. Ví dụ như các bạn đi ra, các bạn mua dầu cù là hay là dầu gió xanh ở ngoài những cái sạp nhà lòng ở Việt Nam, cái gì nó cũng không có thiếu hết đó. Bất cứ một cái mặt hàng gì ở Mỹ là nó nhái, nó có, nó mua cái tên, mua cái bản quyền á. Các bạn đi vô mấy cái siêu thị Coopmart đồ này nọ, các bạn thấy hiệu kem đánh răng của Mỹ hay là nước súc miệng của Mỹ, xà bồng của Mỹ, bất cứ cái gì hiệu của Mỹ là có hết. Nhưng mà cái đó là nó không có chất lượng. Nó chỉ có lấy cái thương hiệu thôi, nó in cái vỏ bao bì ở ngoài thôi. Đó thì ở Việt Nam bây giờ mấy cái người lãnh đạo người ta muốn, người ta đang bàn, người ta muốn dạy tiếng Trung Quốc á. Thì khi mà
người dân Việt Nam của mình mà nói tiếng Trung Quốc á, thì chẳng khác nào là người Việt Nam của mình là trở thành người Trung Quốc, mình nói cùng một cái thứ tiếng của nó. Tại vì mấy cái người lãnh đạo á, họ không có tầm nhìn, họ dốt. Các bạn biết không, để cho một cái sự chứng minh của một quốc gia mà mình độc lập á, là mình phải có một cái ngôn ngữ, mình phải nói tiếng nói thêm. Tại sao ngày xưa đó là đời vua chúa, mấy cái người tiền bối ở nước Việt Nam của mình á, lúc bấy giờ là người ta cũng viết tiếng Hán, người ta cũng nói tiếng Hán à, mà tại sao người ta phải mượn cái chữ ABC của quốc tế, người ta đổi tiếng Việt, nói tiếng Hán thành tiếng Việt ABC giờ cờ đời, mà bây giờ cái đi muốn đi ngược quay lại, các bạn biết không? Đó, ở bên Singapore đó, các bạn biết bên Singapore không? Ai mà người ta đi du lịch mà người ta am hiểu về Singapore không? Singapore là nó cũng như Hồng Kông vậy đó, nhưng mà dân Singapore là lúc nào người ta cũng muốn nói tiếng Anh đó. Đó, người ta muốn nói tiếng Anh để mà người ta chứng tỏ là người ta là một cái quốc gia độc lập. Đó, bây giờ hả, các bạn đi du lịch, đi về Việt Nam đi, đi vô mấy cái nhà hàng ở Đà Nẵng coi, mấy cái bảng menu mà viết thức ăn á, bán thức ăn nước uống á, nó chơi toàn là tiếng Tàu, tiếng Trung không à, người tiếp viên cũng nói tiếng Trung không à. Đó, nếu mà các bạn mà đi du lịch đi qua bên Đà Nẵng á, các bạn đi vô những cái nhà hàng mà nó phục vụ người Tàu đó, nó y như là các bạn đang đi ở bên Tàu vậy đó. Cho nên á, mình đừng có cho là mình thông minh là nó qua nó sinh sống, nó du lịch ở bên quốc gia của mình đi, nó làm ăn đi, mình hóa nó thành tiếng Việt. Các bạn nằm mơ đi. Các bạn đi xuống cái đáy biển á, các bạn có thấy có con cá mập, có con cá to nào á, mà nó bị con cá mà con nó ăn hiếp không, điều khiển nó không? Các bạn chỉ đi, đừng có ảo tưởng qua ở đó. Nhiều khi á, các bạn biết á, mình đang trong, đứng ở trong toilet, trong bathroom á, mình chuẩn bị đánh kem, đánh răng, mình chuẩn bị, hay là cạo râu, mình chuẩn bị đi vô mình tắm, lúc nào mình cũng nhìn từ trên người mình xuống dưới á, mình cho rằng con người của mình chỉ là cát bụi thôi, không có cái gì là quan trọng hết đó. Đừng có ở đó mà tưởng đâu là người Việt Nam của mình thông minh. Như người Nhật Bản á, là họ cho họ đó, họ thông minh là đúng, người Nhật Bản á. Còn mình nghèo hơn người ta, mình đang thuộc lệ người ta, mình sống mình nhờ người ta, mình trồng rau, trồng cải, trồng trái cây, mình lúc nào mình cũng nhờ tới cái thị trường của người ta đó. Người ta trồng vô cái dòng kim cương của mình, muốn cho mình bóp, muốn cho mình lên, muốn cho mình xuống, các bạn biết không? Chỉ cần mà nó nói không cho nông dân Việt Nam nhập sầu riêng vô Trung Quốc là thấy đời tàn rồi, các bạn thấy không? Là đói rồi. Ở đó mà cho là mình thông minh. Ở trong khi á hả, mấy cái quốc gia trên thế giới á, là người ta hả có sản phẩm này, có sản phẩm kia, người ta không có khoe, viết báo khoe khoang. Nó như Nam Hàn đồ này nọ, để Nhật Bản nó không có khoe khoang. Việt Nam mình động với mấy hàng Việt Cộng Con tiên truyền. Ô, Việt Nam mình có cái mặt hàng trái cây này hả, cả thế giới thèm hả. Việt Nam mình có một cái mặt hàng nông sản này hả, có loại cà phê tròn ỉa ra cứt tròn vậy đó, cà phê ỉa ra cứt tròn vậy đó. Bởi vì mình nói mà thùng rỗng kêu to. Mình nhìn trên cái lá cây, trên cái hàng rào nó phất phơ là mình biết ở ngoài trời nó có gió lắm. Cái cây nó rung rung á. Thì bây giờ mình đi ra ngoài đó, mình đi tập, cầm cái máy theo mình đi tập thể dục. Hy vọng tới cái đoạn đường nào mà nó không có gió đó, cái mình quay mình chia sẻ, còn không thôi nữa mình đi xong á.
không có cảm giác lạnh. Nhưng mà mình phải chuẩn bị, các bạn biết không, nhiều khi mình xem thường quá đó, mình cảm thấy mình nhìn cái hiện tại nó không có gió, nó không có lạnh, nhưng mà mình đi tới một cái đoạn nào ở trên kia khúc trống á, hay là mình đi một hồi nó thấm á, mình có cái tầm nhìn cái gì á mình cũng nhìn xa hết á. Đó là lý do tại sao mà mình chia sẻ với các bạn về cái tầm nhìn xa của mình. Mấy năm trước mình cũng từng nói ở trên cái kênh của mình, cái thằng Trung Quốc là nó đi bằng cái chiêu là đi con tầm, nó ăn tơ đó, nó ăn từ từ mình. Cũng như cái cuộc chiến ở bên Ukraine cũng vậy. Mấy cái người mà người ta nhìn thường vô thì người ta nghĩ là ô, thằng Nga xô nó chỉ có đánh thằng Ukraine, nó đánh lòng vòng ở đó. Không phải đâu các bạn. Ai mà người ta có năng khiếu về một quân sự chiến lược á, chuyên gia đó, mấy cái người mà binh cờ tướng á, các bạn thấy mấy cái người binh cờ tướng không? À, người ta ở trong bàn cờ tướng, người ta biết đối thủ á, chuẩn bị đi cái nước nào, người ta muốn đi một cái nước cờ đó, đó là người ta phải đánh lật hướng, đánh đông kích tây người ta. Chứ không phải là người ta đưa một cái nước cờ là từng bước đâu. Khúc này thì mình thấy nó dường như nó không có gió nhiều, nhưng mà hồi nãy ở nhà đó, gió nó thổi ù ù ù vậy đó. Đó, tới đây nè, gió nó thổi nè, lá nó bay bay nè. Mình không có xài cái microphone gời á. Thường thường mà mấy cái người mà xài cái microphone gời á là người ta có cái miếng á, người ta cản được gió. Nó gọi là lông mèo á. Dead cat mouse. Lông mèo á, người ta chùm lên cái mic, cái microphone á, thì nó giảm được cái độ tiếng gió. Khúc này có máy bay đó các bạn thấy không, chiếc máy bay con á mà cái tiếng nó lớn quá chừng luôn. Đó là nước Việt Nam á, không có cái gì á, nhỏ xíu á. Khoe phang la cho dữ, hét cho dữ lên. Cái clip hồi tuần rồi mà mình đi trong cái công viên này nè, đi ngang đây nè là nó gồng, nhìn thấy đất bùn xình không à. Đại đa số người ta nhìn hiện tại đơn giản là người ta không có ủng hộ mấy cái người dân ở mấy cái nước tư bản, như một số người dân Mỹ là người ta không có muốn viện trợ cho Ukraine. Nhưng mà những cái người mà người ta có tầm nhìn xa, nếu mà hỏi mình thì mình đồng ý mình viện trợ. Như thế nào gọi là nhìn xa? Bây giờ đó cái thằng Nga xô phải không, nó giả bộ là nó nói đó là nó chỉ có muốn xâm lăng thằng Ukraine thôi, nhưng mà trong cái đầu của nó là nó vươn tới những cái nước châu Âu lân cận nằm ở bên Ukraine đó. Đó là lý do tại sao mà khi mà Phần Lan với Thụy Điển á, người ta cũng là neighbor, người ta cũng là xóm giềng của nó, người ta thấy nó xâm lăng thằng Ukraine thì người ta lính quýnh, người ta lập tức người ta tốc hành, người ta gia nhập vô cái khối NATO là Phần Lan với Thụy Điển. Đó là những cái người tầm nhìn tầm xa. Tại sao mình chia sẻ với các bạn về cái chủ đề này? Tại vì cái thằng Việt Nam của mình đó là nó nằm bên cạnh cái thằng Tàu. Nằm bên cạnh cái thằng Tàu. Thì thằng Tàu á, nó có nhiều năm, nó có âm mưu chiến lược. Các bạn biết không? Nó dùng kinh tế nó đánh mình. Thằng Tàu bây giờ nó muốn thống trị thế giới á, là không cần một cái viên đạn nào hết á. Đó, nó mới tìm cách đó, nó mới dụ mấy cái nước nhỏ như là Campuchia, Lào rồi vậy đó.
Đó, còn người Việt Nam của mình đó thì nhỏ thất thế là một cái con cá nhỏ, các bạn biết không? Thằng Tàu là nó một cái con cá to. Đó thì trước đây ở bên Miến Điện á, cái quân cộng sản Miến Điện á, họ cũng nhìn ra được họ bị thằng Tàu nó xâm quá, lắng quá, xong họ mới chấp nhận cho cái bà Aung San Suu Kyi á lên làm tổng thống. Cái thằng tổng tư lệnh của phiến quân của Miến Điện á, phe phe cộng sản á, nó cũng nhìn ra được cái âm mưu của cái thằng Tàu đó, nó quyết định nó hạ nó thối vị, nó bỏ chức vụ nó. Nó bỏ chức vụ thằng tổng tư lệnh của phe Miến Điện, nó bỏ chức vụ, nó nhường cái ngai lại cho bà Aung San Suu Kyi. Đó, rồi bà Aung San Suu Kyi bà lên bà làm tổng thống đâu được 5 năm mấy 2 năm gì đó. Gặp cái tốp khác nó lên, nó đảo chánh thì bây giờ Miến Điện là nội chiến. Đó, phe phe dân chủ á, đánh với lại phe cộng sản à, quân à, phiến quân á. Mới vừa đi sắp hết vòng. Lúc nãy đi cái ngõ đó tới ngang cái sân sân vận động á. Gió quá chừng gió luôn, gió thổi ùm 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 luôn. Đi tới đây cái mình thấy cái cây thông này nè, vào mỗi một cái lễ với Giáng sinh ở nước Mỹ á, mấy cái người người ta làm nông á, người ta trồng cây 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 thông này nè, người ta bán ở trên toàn khắp nước Mỹ luôn. Thì các bạn cứ hình dung ở bên Việt Nam vào một cái mùa Tết thì ở trên toàn nước Việt Nam luôn người ta bán cây mai đồ đó, cây kiểng rồi đó, có nhiều cây nó lên tới hàng tỷ tỷ. Thì cái cây Giáng sinh nó cũng vậy, không phải là người dân Mỹ là người ta trưng cái cây Giáng sinh, cây thông ở trong nhà không, mà chính phủ Mỹ người ta trưng cái cây thông ở trên khắp thành phố, mà trên 50 tiểu bang trên toàn nước Mỹ luôn. Thì các bạn cứ hình dung đi, hôm nọ đó mình shopping ở trên Amazon đó, vô mình coi giá của từng cây thông vậy, nó giá nó dao động lắm, nó đa dạng lắm, nó đủ đủ giá hết á, 10 đô một cây cũng có, mà mấy ngàn đô một cây. Có một cây kia trị giá 1.000 mấy, cây thông giả là trị giá 1.000 mấy. Cái câu hỏi đặt ra là tại sao người ta dám chi ra 1.000 mấy đô la người ta mua cây thông? Các bạn biết á, mấy cái người mà làm kinh doanh á, nhà hàng chủ neo đồ khách sạn rồi đó, là người ta phải mua những cái cây đó. Rồi khi mà người ta khấu trừ thế đó, đó thì người ta kê khai, người ta nói là người ta chi tiêu cho kinh doanh thì người ta đỡ bị đóng thuế. Đó thì mình coi có mấy mấy ngàn người mua luôn cây cây thông mà giá 1.000 đô á. Rồi các bạn cứ hình dung đi, mỗi một cơ quan, mỗi một ở trong Nhà Trắng đồ gì đó là người ta phải trang trí. Đó thì mấy nước tư nhân ta bày ra cách cái chính là không ta làm kinh tế. Đó thì cách đây mấy tuần đó là dân Mỹ người ta
bỏ tiền ra người ta nấu cái món gà tây, phải không? Xong rồi ăn gà tây xong rồi ngày hôm sau là người ta bỏ ra hàng tỷ tỷ Mỹ Kim, người ta mua sắm hàng Black Friday. Xong cái bắt đầu vài ngày sau đó, người ta đi lên mạng người ta mua khuyến mại mà nó gọi là Cyber Day á. Cyber Day nó cũng tương tự như là Black Friday vậy đó, mà nó cách đó chỉ có mấy ngày thôi à. Tới lúc này gió quá để cái mặt. Đi ít bước một vòng nữa tới cái xe đó, trên đường về mình tiếp tục. Chứ không thôi gió nó thổi ồn quá. Mới vừa đi tập thể dục xong hết một vòng. Bây giờ đi về nhà nghỉ ngơi xong 4 giờ trở lại ca làm, làm một tăng cho tới 7 giờ chiều. Đi tập thể dục nó làm cho cơ thể của mình tối lên, mình ngủ ngon giấc. Có nhiều người lớn tuổi á, giữa đêm thức giấc khó ngủ. Nếu mà bị trường hợp đó thì cứ đi bộ. Phần đông ở Mỹ, người Mỹ là người ta có cái máy đi bộ đặt ở trong nhà các bạn. Mùa đông trời lạnh người ta không có đi ra đường thì người ta đi trên cái máy. Hầu như người Mỹ nào người ta cũng có cái máy đi bộ đó. Còn một số thì người ta đóng hội viên, người ta đi tới lái xe tới phòng tập gym. Tới phòng tập gym nó có những cái máy xe đạp, mình ngồi mình đạp, mình hay là mình đi bộ trên cái máy, hay là mình ngồi mình đạp xe đạp. Đó, gia nhập hội viên mình đi tập thể dục. Thì khi mà mình tập thể dục là cơ thể của mình lớn tuổi, mình ăn ngon mà mình dễ ngủ. Cho dù ban đêm mà mình thức giấc cũng vậy đó. Nếu mà mình có đi bộ thì mình cũng ngủ dễ. Còn nhiều người mà người ta không có đi bộ nhiều, tập thể dục nhiều thì thức giấc giữa đêm á, thức giấc giữa đêm là người ta khó ngủ. Đó là người ta thiếu tập thể dục. Lâu lâu bà xã của mình đó, bà nói thỉnh thoảng bà thức giữa đêm bà khó ngủ. Mình nói thì em bắt chước anh đi, chịu khó đi tập thể dục đi, lạnh lùng cái gì, mặc áo lạnh, đeo khăn tay đồ vô, đeo bao tay đồ vô. Thời tiết hiện tại bây giờ 12 độ C, thật sự mà nói luôn á các bạn, mà mình không có cảm giác là giống như mùa đông, tại vì mình quen ở đây rồi. Mà có những khi mà trời lạnh á, đang chạy ngang đây thấy người ta bỏ gác cái tủ lạnh nè. Có người bỏ gác cái tủ lạnh nè. Dường như là người ta có dán cái miếng giấy gì đó, nó còn xài được hay gì đó. Cái gió nó thổi mạnh qua đó, cái tờ giấy nó bay, cái miếng keo nó còn dính ở bên hông nè. Thật ra đồ gác ở bên Mỹ là nó còn tốn, nó xài được hết á. Chỉ cần mua cái bình bơm lên mạng Amazon, eBay lên mạng, mình mua cái bình bơm. Đó, mình bơm cái ga, nó cái hơi lạnh nó vô. Cái câu hỏi đặt ra tại sao máy móc điện tử ở bên Mỹ, tủ lạnh, máy giặt đồ người ta dục. Ở bên Mỹ đem đi sửa làm nó mắc hơn mua, tiền công nó rất là cao. Sửa xe hay là cái nhà hay là những cái quần áo gì cũng vậy. Nhiều khi các bạn ở bên Việt Nam, các bạn nghe nói một cái thợ xe lông mi hay là một cái thợ may ở bên Mỹ lương 100 mấy ngàn đô. Các bạn khó tin, nhưng mà thật sự cái đó là đúng. Cái gì cũng vậy, ở bên Mỹ mình sửa xe hay là mình sửa nhà, sửa cửa cũng vậy. Cái căn nhà các bạn nhìn vô đi, nó chỉ giá là 500.000 đô la. Ở bên Mỹ đó, mình nói ví dụ, tiền công ở trong đó hết phân nửa rồi. Cây dán đồ là nó không có bao nhiêu hết á. Cái căn nhà đó là
là cái tiền công á, tiền công nó nhiều. Vào cái mùa đông á, ở bên cái bang của mình á, thường thường á, qua tháng 12 á, là nó mới có tiết. Mà lúc đầu á, vừa tháng 12 xong một tuần hai tuần sau á, là tiết nó xuống ít ít thôi à. Lâu lâu á, có những năm á, thì tiết nó xuống sớm, nhưng mà mình nói là đại đa số á, thì trước tháng 12 á, là nó không có tiết. Khi nào mà lễ, ngay cái ngày lễ Giáng sinh á, mà tiết nó xuống á, là người Mỹ á, người ta thích lắm. Tiếng Mỹ gọi là White Christmas, tiết màu trắng á, lễ Giáng sinh màu trắng á. Ở bên cái bang của mình á, mà tiết mà nó xuống ngay cái ngày lễ Noel á, là người Mỹ người ta phái lắm. Nhưng mà cái trường hợp mà tiết nó xuống ngay cái ngày lễ Noel đó thì nó hiếm lắm, lâu lâu nó mới có à. Đó thì bắt đầu vô tháng 1 cái cách từng vậy là nó xuống một vài lần đồ như vậy đó. Tổng cộng là theo đài khí tượng người ta nói tổng quát hết là khoảng chừng một mùa tiết trung bình đó là nó có năm mươi mấy inches của Mỹ á, 54-55 mà trung bình á. Thì có những năm á là nó xuống nhiều, nhưng mà trường hợp đó thì hiếm lắm. Đó thì khi mà vô mùa mình ở mấy cái bang mà có tiết á, thì mùa đông mình chuẩn bị bao tay đồ đầy đủ vậy đó, giày dép đồ. Cho dù á là tiết nó xuống, giống dụ bây giờ mùa đông này đi, tiết nó không có xuống nhiều. Có những năm á, tiết nó không xuống luôn các bạn. Thật sự luôn á, bên cái bang của mình á, lâu lâu á, nó lạnh, mùa đông nó lạnh, nhưng mà nó không có tiết xuống luôn, không có rơi luôn. Cả mùa đông luôn, nó có, lâu lâu nó có một lần. Đó, còn khi nào mà nó xuống nhiều tiết á, là mình có đầy đủ dụng cụ, giống như giày mang tiết á, mình đeo vô tiết á là nó không có làm cho lạnh cái chân. Xin phép các bạn cho mình hớp một miếng trà đá để mình dẫn chứng cho các bạn về cái cách nhìn tầm xa, nhìn chiều sâu. Ví dụ như bây giờ ở cái bang của mình vào mùa đông nó có tiết, nó lạnh đi phải không? Đó thì người ta nhìn cái hiện tại, người ta nói wow, mùa đông vô lạnh quá, bây giờ tôi lạnh quá. Nhưng mà cái lạnh á, các bạn có thể các bạn đeo bao tai, các bạn mặc nhiều lớp áo vô, mặc áo ấm rồi vô. Còn các bạn thấy không, khi mà các bạn chống lạnh, các bạn bay về Việt Nam, phải không? Về Việt Nam thì nó nóng, bước ra phi trường là nó như cái lò lửa vậy đó. Nhưng mà cái lúc các bạn đang sống ở mùa đông mà ở bên cái bang của mình thì các bạn không có nhìn chiều sâu, không có, các bạn không có hình dung được là mình chốn lạnh, mình đi về Việt Nam. Thì khi mà mình đi ra phi trường, mình đáp vô Việt Nam á, là mồ hôi, mồ hám của mình là nó sẽ nóng nực, nó khó chịu, nó mình phải tắm các bạn biết không? Thậm chí là mình cố thủ ở trong nhà, mình nằm ở trong máy lạnh. Đó, thì mấy cái người ở trong nước người ta quen với thời tiết nóng á, mấy người Việt Nam, sống ở bên Việt Nam á, thì người ta không cần máy lạnh. Nhưng mà đại đa số là Việt Kiều về Việt Nam là người ta cần máy lạnh, phải không? Tại vì cái môi trường, cái thời tiết ở bên đây nó khác. Các bạn thấy không? Bên đây á, ý mình muốn nói bên đây mùa đông, các bạn vẫn đi ra ngoài, không cần máy lạnh, các bạn vẫn đi ra ngoài đeo bao tay đồ vô. Các bạn đi tỉnh bơ. Nhưng mà các bạn sống ở trong thời tiết nóng á, thì các bạn lại không muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài thì các bạn nói để chiều xuống, tối xuống đi nó mát mới đi. Còn các bạn thấy ở bên tiểu bang của mình, hay là Canada, hay là ở Bắc Cực, những cái tiểu bang có nhiều tiết, các bạn thấy không? Mùa đông là mình muốn đi giờ nào là đi, đâu có ai mà sống ở vùng lạnh mà người ta nói đợi trời nó sụp xuống là tôi đi. Các bạn thấy không? Ở Việt Nam buôn bán bất cứ cái gì vậy,
sáng 4-5 giờ sáng là người ta buôn bán chợ búa đồ, tại lúc đó là thời tiết nó mát, phải không? Tới lúc 11 giờ 30 sáng á, đúng 11 giờ 30 á là ngăn hàng toàn tất cả mọi thứ là người ta đóng hết, phải không? Thậm chí có nhiều người đi ngủ chống nắng nữa. Các bạn thấy không? Ý ở đây là mình so giữa cái lạnh với cái nóng. Nhưng mà nhiều người người ta không có nghĩ ra được, ai cũng muốn về cái vùng nóng, về về Việt Nam á, sống ở bên đó ấm áp, nắng đồ, lạnh. Lúc nào người ta cũng than lạnh đó, cũng giống con người cũng vậy. À, người ta nói trời ơi sao tôi bị nhức mỏi quá, à, bị thức giữa đêm rồi ngủ trở lại khó ngủ. Thì giống như mình nè, mình cũng giống như các bạn thôi, đi mình tìm cái cách khắc phục, phải không? Đi bộ. Khi mình đi bộ là máu của mình nó thông, nó circulate, chứng bệnh nó gọi là circulation. Mình không đi á là máu của mình là nó không có chạy nhiều, chạy điều độ, nó không có dẫn cái oxygen lên cái não bộ đó. Cho nên nhiều người mà người ta lâu ngày vài tháng người ta không đi bộ luôn á, máu nó, các bạn cứ hình dung cái nồi thịt kho đi đó, các bạn để nó nguội thì nó sẽ đặc lại, là thì máu của mình nó cũng y chang như vậy đó. Đó, các bạn mà không bật cái lửa lên hâm cái thịt đó thì nó không có mỡ nó không có tan ra, thì cái cơ thể của mình nó cũng y chang vậy, không có khác nào đó. Đó, mình không có đi bộ tức là mình không có hâm nó lên, không có hâm nó lên thì cái máu của mình nó đông, nó đông dần 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 rồi nó đông, đó là tại sao mình nó nghẽn mạch máu rồi nó đưa người ta đến bị tai biến. Tai biến là do máu nó chạy 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 cái tới một cái chỗ nào nó không có thông ra được, tại ngay cái chỗ đó nó bị bít cái ống nó lại đi, các bạn biết không? Đó thì nó mới máu nó không có thông, thì nó làm bể bể cái mạch máu, nó làm cho người ta bị tai biến. Đó là lý do tại sao mà mình đi bộ đó. Các bạn hiểu mình nói không? Tức là ở bên Việt Nam á, giữa ban trưa nó rất là nóng, ai mà đi ra đường mà dằn nắng hay là nó ôi mày khùng, 2 giờ này trời nắng chang chang để mày đi ra nắng dằn nắng, các bạn thấy không? Còn ở xứ lạnh ra giờ nào buôn bán giờ nào quanh năm suốt tháng đó. Đó, con người người ta như vậy, người ta không có quý, người ta không có nhìn nhìn xa ra được. Nhiều khi các bạn nghe mình dùng cái từ nhìn xa nhìn gần, các bạn nói tôi cũng thấy cũng như anh thôi mà, tôi cũng nghĩ như anh đó mà, đâu có cái gì cộng hay gì, tôi thấy đơn giản vậy thôi, đâu có gì đâu mà anh sao anh phải dùng cái từ xa hay cái từ gần, chiều sâu chiều rộng. Mình nói dẫn chứng như vậy thì các bạn hiểu, một cái người mà nhìn xa như mình á, ví dụ như bây giờ tuần tới đi mình bay về Việt Nam mình ăn đám cưới bà con hay bạn bè gì đó, phải không? Hay là bây giờ mình giả sử đi mình làm ca sĩ Việt Kiều đi, tuần tới mình bay về Việt Nam mình biểu diễn, thì biểu diễn là mình hay là ăn đám cưới là mình phải có mặc cái bộ đồ nào để mình làm cho cái đám cưới người ta quay phim chụp hình cho nó nổi, cho nó đẹp lên, mình tôn trọng người ta, các bạn biết không? Khi mà mình đi dự tiệc đám cưới người ta đó mà mình không trưng diện, mình không ăn mặc lịch sự đàng hoàng á, tức là mình không có tôn trọng cái người bạn đó mời mình, phải không? Thì bây giờ giả sử mình làm ca sĩ Việt Kiều đi, tuần sau là mình đáp xuống Sài Gòn mình có cái show diễn ở Rạp Trống Đồng, nói ví dụ đi, thì cái người mà người ta nhìn xa đó, người ta nói bây giờ mình chuẩn bị cho một cái bộ đồ nào mình diễn ở bên Mỹ mình mang về đó, tới cái ngày đó mình diễn cái là mình có cái bộ đồ sẵn từ bên Mỹ mình mặc lên là mình ra sân khấu mình diễn, phải không? Còn cái người đó, người ta không có nhìn xa đó, người ta nói trời ơi ở Việt Nam hả, may đồ đẹp lắm, họ đo họ đồ này nọ họ. Nhưng mà họ không có nhìn xa, không có nhìn sâu á. Các bạn đi về bên đó đó, các bạn phải tìm hiểu, đi hỏi người này người kia, mất thời gian. Ông nào ở đây mai nổi tiếng, tại vì bạn không phải là người địa phương. Các bạn thấy nó mất thời gian không? Ở đây biết chỗ nào mà may đồ chất lượng, uy tín đâu không? Các bạn phải đi tìm hiểu, dò tra cứu, mất thời gian. Xong, các bạn phải dùng taxi, các bạn đi tới đó, phải không? Tới đó rồi người ta đo đồ các bạn, rồi người ta hẹn các bạn nữa. Xong cái bạn nói ngày hôm sau
à, tôi có cái show diễn hay là ngày hôm sau tôi phải đi đám cưới, có thể nào mà anh may cái bộ này cho kịp cho tôi không? Các bạn thấy không? Rồi tiền đi taxi tới, đi taxi lui để mà, phải không? Đi taxi tới cái nhà may đó, nhờ cái ông thợ may đó đo đồ, may đồ, rồi lựa vải đồ đó. Trong cái thời gian đó thôi, mình đi về bển, mình tự mình làm khổ cho mình đem đồ bên Mỹ đi về đi. Có nhiều người người ta ao ước ở bên Việt Nam á, người ta được cái thân nhân hay là có điều kiện á, là người ta có đồ quần áo, giày dép, sản phẩm dầu gió xanh đồ, dầu thơm đồ của hải ngoại hay là rượu bia đồ của Mỹ đem về, các bạn phải không? Còn người ở bên đây thì ngược lại lắm, ở núi này nó trong núi kia, ở bên kia thì trông được, qua bên đây nhìn được tuyết, qua bên đây nhìn tuyết đã rồi trông về bên kia để có cái thời tiết ấm. Tức là mình ở bên đây mình trông bên kia, mình ở núi này mình, cho nên vì sao mà con người nó khổ, đó là vì sao mà Việt Kiều luôn luôn nói ở Mỹ khổ đồ này nữa. Tại sao người, những cái người mà nói khổ đó đó, người ta không đặt cái câu hỏi các cộng đồng Thái Lan, nước Mỹ là Hiệp Trung Quốc, không có ai mà người ta nói khổ hết á. Các bạn biết mình làm tài xế không? Nhiều khi mình tình cờ mình chở mấy cái người mà xuất khẩu lao động mà người Philippines đó, người ta ở bên Philippines đó, người ta muốn đi qua Mỹ hay Canada để mà người ta làm việc xuất khẩu lao động đó. Cách nay mấy hôm mình cũng có chở một người Philippines nè. Các bạn biết người ta đi qua đây người ta làm cái công việc gì không? Chăm sóc cho mấy cái người cao niên. Đó, mình thả tới một cái khu biệt thự đó. Đó là một cái khu mấy cái người mà giàu hồi lúc trẻ, mà người ta là đại gia triệu phú mà dân có tiền á, người ta ở trong cái khu đó rất là lộng lẫy quy mô lắm đó. Mình chở cái ông, cái em trai người Philippines đó từ ở một cái khách sạn tới đó, tới ngay cái chỗ đó đó. Các bạn biết công việc mà chăm sóc mà lau chùi người già, các bạn biết hả, người già mà bị mất trí mà tiểu tiện đồ không, là cái người chăm sóc đó người ta phải chăm, mà người ta từ ở bên Philippines người ta muốn đi qua đây để mà người ta ao ước để mà đi qua bên đây làm để có cái đồng lương cao. Trong khi các bạn được qua bên Mỹ, các bạn sống rồi, các bạn nói ở bên Mỹ cực khổ đồ này nọ, làm cu li cu liếc đồ này nọ, các bạn biết không? Cho nên á, cái người mà người ta không có cái tầm, giống như lúc nãy mình đi bộ, mình đang định nói với các bạn hết cái gì, cái vấn đề mà tại sao mà mình ủng hộ mấy cái nước tư bản Mỹ, châu Âu đồ, mấy cái nước đồng minh khối NATO đồ viện trợ cho Ukraine. Ukraine mà tại vì mình sợ trời nó có gió, mình đi một đoạn tới cái sân vận động gió nó nhiều, mình không có nói. Mình muốn nói á, là nếu mà hỏi, đặt câu hỏi về mình á, là một cái công dân Mỹ á, có ủng hộ viện trợ cho Ukraine không? Một người quân sư chiến lược gia, một cái người mà người ta có cái tầm nhìn xa, là người ta ủng hộ. Các bạn biết tại sao ủng hộ không? Cái thằng Nga Xô á, nó đi cái chiến lược á, là nó giống như con tầm, nó ăn tơ vậy đó. Đó, các bạn thấy không, mới lúc đầu nó lấy cái bán đảo Crimea, người ta đã trao chấp nhận cái bán đảo thế giới, người ta không có xía vô rồi. Nó lấy cái bán đảo, nó đầu tư hàng tỷ luôn, nó xây cầu vượt qua biển đồ này nọ, nó lấy cái nó xong, nó thấy dễ quá, nó thấy nó làm ăn được, nó làm hoài. Nó chiếm cái bán đảo, các bạn biết cái nguyên một cái bán đảo Crimea nó lớn như thế nào không? Nó đâu có nhỏ gì thua Phú Quốc đâu. Nó không có hài lòng, bây giờ nó muốn chiếm thêm thêm đất. Nếu mà nó không có tham vọng như vậy là nó đã đâu có cần phải mà đánh muốn chiếm thêm cái tỉnh này tỉnh kia nữa. Nó quýnh, nó muốn dùng cái tỉnh này nó làm cái bàn đạp, nó lấy dần dần, cái mục đích của nó là nó muốn xâm lăng hết toàn cõi Ukraine. Mà cái mục đích chính của nó đó là nó hướng tới đó là châu Âu, các bạn biết không? Đó, những cái nước mà lân cận của nó. Thằng Putin nó biết là nó thua, nó biết nó thua là khi mà nó phát động cuộc chiến nó xâm lăng Ukraine đó, là nó thua đó là Phần Lan. Trước đây đó là Phần Lan đó là có biên giới đồ, bang giao đồ với nó gì đó. Bây giờ Phần Lan là nó là người của khối NATO, tức là đắc binh sĩ của nước Phần Lan đó là thuộc về của khối NATO. Tức là khi mà Phần Lan với Thụy Điển mà gia nhập đó, là NATO đó, là họ đã bành trướng ra thêm một cái phản đắc nữa. Các bạn thấy không? NATO nó không có cần quýnh một cái viên đạn nào hết.
Nó không có cần một cái viên đạn nào hết đó. Mà bây giờ đất của nó là nó đã nằm sát biên giới với lại thằng 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 Nga Xô. Cái câu hỏi đặt ra tại sao mà mình cho rằng là mình có cái tầm nhìn xa mà mình ủng hộ trong cái cuộc chiến Ukraine là tại vì á, hiến pháp của nước Mỹ á, là người ta nói á, trong cái khối NATO á, Mỹ là một cái thành viên trong cái khối NATO á, nếu mà ai mà đụng tới một cọng lông chân của đồng minh á, khối NATO á, là Mỹ làm bằng mọi cách là Mỹ sẽ bảo kê, sẽ binh vực. Thì các bạn có hình dung đi, bây giờ các bạn nói bây giờ thôi đi, bây giờ người Mỹ nghèo rồi quá, bây giờ mình lo cho nước Mỹ của mình trước tiên hạ, rồi phải lo cho thằng Ukraine. Ok, bỏ thằng Ukraine đi, bỏ thằng Ukraine đi, bỏ nó đi, rồi nó thua cho cái thằng Nga Xô, phải không? Thằng Nga Xô nó mới lấy cái nó mới thống trị cái khi mà nó thắng Ukraine này. Tại vì bây giờ là thế giới người ta không có viện trợ cho mình, nói giả sử không có viện trợ cho Ukraine, rồi Ukraine nó không có đầy đủ vũ khí, nó không có đầy đủ tiền bạc, phải không? Nó nói bây giờ nó hòa đàm, nó nói bây giờ ok tao chịu làm đàn em cho mày, cũng như thằng Việt Nam bây giờ là làm đàn đàn em cho Trung Quốc vậy đó. Đó thì thằng khi mà thằng Ukraine mà nó nói, nó điện qua thằng Putin, nó nói ok bây giờ tao chấp nhận, tao tao làm tài sai cho mày, tao muốn làm bạn với mày, tao muốn bàn giao với mày, tao không có chơi với cái khối NATO, không có chơi với cái bọn tư bản nữa, phải không? Thì thằng tức là thằng Nga Xô là nó có quyền ở trên lãnh thổ của Ukraine. Khi mà nó lãnh thổ Ukraine nó là nó nằm sát ở những cái biên giới cái khối NATO đó. Rồi mai này á, thằng Nga Xô mà nó mạnh lên, nó có đầy đủ vũ khí á, nó mà dập một vài nước bạn, nước nhỏ của cái khối khối NATO, thì có phải là thằng Mỹ ấy là nó phải gửi con em lính nó đi vô đó để mà nó bảo vệ đồng minh không, theo cái lời hiến pháp cam kết không? Các bạn hiểu ý mình nói không? Tức là bây giờ á, Mỹ á làm bằng mọi cách viện trợ cho Ukraine, phải không? Nếu mà bây giờ mà Ukraine mà nó thắng á, thì tương lai sau này là một cái cách nhìn tầm xa đó, là người Mỹ người ta không có cần phải gửi con em binh sĩ của người Mỹ đi qua bên đó mà để đánh với lại thằng thằng Nga Xô. Còn mà bây giờ mà ngưng viện trợ cho Ukraine, phải không? Ngưng viện trợ cho Ukraine. Ukraine mà nó thuộc về Nga Xô á, mai mốt mà thằng Nga Xô mà nó sau này mà mình nói tầm nhìn xa, mà hiện tại thì dĩ nhiên là thằng Nga Xô nó không có đánh đồng minh, nhưng mà 100 năm, 200 năm nữa một lần nào đó là nó có cái mảnh đất của Ukraine nè, sát bên với lại Ba Lan đồ này nọ nè, mấy cái nước châu Âu nè đó, nó qua nó quýnh, nó quýnh thì thằng Mỹ nó cam kết thì nó phải đi qua, nó gửi quân qua, cũng giống như trước đây mà để nhị thế chiến mà Mỹ phải phải hy sinh biết bao nhiêu binh sĩ người Mỹ, binh sĩ Mỹ hy sinh mà để mà bảo vệ đồng minh mà đánh cái thằng Hitler. Các bạn đâu có muốn nhìn cái cảnh đó, các bạn biết không? Cho nên cái người mà người Mỹ bình thường á, người ta không có hiểu á, thì người ta sẽ nói á là bây giờ mình không có bỏ ra nhiều tiền mình giúp cho thằng Ukraine, ngưng viện trợ cho nó để tự cho nó xử đi. Mà người ta không có biết được á, thằng Ukraine mà bỏ ra như vậy, thằng Ukraine, chính phủ Ukraine bây giờ nó cũng đâu có màng đâu. Bây giờ mày bỏ tao phải không, mày muốn mắc tao phải không, là tao theo thằng Nga Xô, là mày đừng có hối hận. Ông tổng thống Zelensky ông đâu có cái gì để mắc đâu, ông chỉ cần bây giờ ông muốn đi, ông tổng thống Zelensky là ông chiến đấu với Nga Xô, là ông bảo vệ dân của ông, dân Ukraine là người ta muốn tự do dân chủ, đó là lý do tại sao mà người ta chiến đấu, người ta bảo vệ, phải không? Bây giờ đừng cùng ông Zelensky, ông điện qua ông Putin nói ok bây giờ tao chấp nhận đàm phán với mày, ngừng chiến, tao đàm phán với mày, mày muốn cái gì, mày muốn cái gì mày nói đi, rồi tao chấp nhận điều kiện cho mày. Thì khi mà
cái điều kiện mà thằng Nga sơ hồng biểu tình nó đưa ra đó thì tức là cái chính phủ của ông Zelensky sẽ thuộc về phe của cái thằng Nga sơ, là đồng minh thế giới, là người ta mất đi cái thằng Ukraine rồi. Người ta diện đồng minh và Mỹ người ta viện trợ là để người ta kéo cái thằng Ukraine về phe của người ta. Các bạn biết không? Đó là lý do tại sao mà mấy cái tòa đại sứ trên toàn thế giới đó, người ta ở bên Việt Nam á, luôn luôn người ta bảo vệ, người ta binh vực cho mấy cái người mà Việt Nam người ta chiến đấu cho, đấu tranh cho dân chủ tự do đó. Mấy cái người mà đấu tranh dân chủ tự do ở bên Việt Nam á, đó người ta liên hệ với mấy cái người quốc tế, mấy cái hội này hội kia vậy đó. Để khi mà người ta bị bắt bớ, bị tra tấn tù đày thì có thế giới vô người ta bảo vệ người ta. Các bạn biết không? Đâu có ai mà dạy gì mà bây giờ buông cái thằng Ukraine qua mà cho cái đất nước Ukraine mà nó thuộc về cái thằng Nga Sô. Tức là Mỹ bây giờ đang đổ tiền vô là không có muốn Ukraine nó thuộc về bên Nga Sô. Cái đó là một cái giá đáng, một cái giá là phải trả. Bây giờ không biết bao nhiêu tiền, các bạn cứ hình dung đi, hễ làm sao mà không có một cái người Mỹ nào mà đổ, mất mạng người Mỹ, không có xương máu của người Mỹ đổ vô, bao nhiêu tiền đổ vô cũng được. Đó là cái giá, cái sự mà mình đầu tư vô đó. Không, tiền đó nó không có quan trọng bằng tánh mạng. Ok, bây giờ các bạn nói ok, bây giờ không có muốn nước Mỹ viện trợ cho Ukraine nữa. Ok, không sao hết đó. Rồi 100 năm, 200 nữa đó, các bạn qua đời rồi, con cháu của các bạn đó, nó phải đi qua bên đó, nó tham chiến. Tại vì 100, 200 nữa là thằng Nga nó phát triển lên, nó mạnh lên. Các bạn biết không? Đó, khi đó là nó nằm, nó nằm ở bên cạnh của Ba Lan, hay nó nằm bên cạnh Pháp, châu Âu đồ, Anh Quốc đồ gì á. Nó qua bên đó, nó gây chiến thì nước Mỹ người ta có một cái lời thề là ok, mày đụng tới đàn em của tao, mày đụng tới đồng minh của tao là tao chơi mày. Chơi mày là tao phải gửi quân qua đánh. Đánh thì phải tham chiến, là phải có người Mỹ phải phải có hy sinh. Các bạn biết không? Đó là mình nói là mấy cái người tầm nhìn xa. Đó, cho nên tại sao mà mình mấy ví dụ cho các bạn hồi nãy. Nếu mà các ngạn nghĩ bình thường, nói ông ba sàm ở nhảm xa gần cái gì. Đó, các bạn thấy không, mấy cái người ta không có nhìn xa. Người ta nói thôi ngày mai đi bay qua Việt Nam ăn đám cưới. Ăn đám cưới là cần bộ đồ. Đàn ông thì cần bộ đồ vest, còn nữ thì cần đầm bằng củng gì, phải không? Mấy cái người mà người ta nhìn xa được, người ta mua vô siêu thị ở Mỹ, người ta mua đâu đó, về bên bển người ta ăn chơi cho đã thoải mái, muốn làm gì làm. Tới ngày đám cưới, tới ngày trình diễn, người ta có đồ sẵn, người ta mặc vô. Còn cái người người ta không có nhìn ra, người ta nói vô về Việt Nam rẻ lắm, về Việt Nam mai đồ tiền công đồ đẹp lắm đồ này nọ, về bển cái đi lòng vòng mất thời gian lựa giải lựa sổ đồ, trong thời gian đó mày về bên đó người ta nghỉ ngơi đi thăm người thân không? Chưa chân cái về bển tranh thủ đi mai mặc mai đồ, đi taxi tới đi lui không có đáng bao nhiêu tiền, Việt kiều thừa tiền. Nhưng mà lỡ như ở dưới miền Tây rồi sao? Cái ông mai đồ ông điện xuống ông nói bây giờ tôi vừa mai bộ đồ vest cho anh Quốc xong rồi nè, lên lấy đi. Giờ đang ngồi dưới Bạc Liêu, phải bỏ hết mọi công việc rồi chạy lên. Đó là cái người người ta không có cái tầm nhìn xa. Các bạn biết không, mấy cái người mà người ta làm phim điện ảnh, mấy cái người Mỹ hay là người ta xây một cái công trình gì, người ta làm một cái gì á, là lúc nào á, trước khi người ta bắt vào công việc á, là người ta có một cái kết quả đoạn cuối như thế nào. Cũng giống như mấy cái người mà chiến tranh cũng vậy đó, khi mà người ta tấn công ai hay xâm lăng ai, hay người ta làm gì là trước tiên á là người ta phải có một nghĩ một cái lối ra. Các bạn biết không, cái gọi là tiếng Mỹ nó gọi là exit strategy. Exit strategy là một cái chiến lược rút, mình phải có cái đó. Mấy cái người mà làm phim ảnh cũng vậy nữa, trước khi mà người ta vào đầu người ta quay phim á là người ta phải quyết định đó là cái đoạn phim cuối này á, là cái nam vai chánh này vui hay buồn, cái kết quả của cái câu chuyện cái bộ phim này nó vui hay buồn, hay là thằng thằng nam vai chánh này nó còn sống sót hay là nó không còn sống sót. Các bạn biết không?
Còn ở bên Việt Nam cộng sản nó làm cái gì nó cũng đợi tới nước tác đó.